Thảo rất là sợ, chăm chít, lo, hồi hộp đâu, quá ghê gớm. Thật ra thì lúc đầu Thảo rất là sợ khi mà nghe nói đến là công nghệ, thì mọi các bạn chia sẻ với mình là nó có một tí xíu chăm chít, hơi nhẹ nhẹ. Nhưng mà vì mình hơi lo, mình hơi hồi hộp cho nên là mình sẽ có cảm giác là nó hơi đau ở những cái vết đầu tiên, kiểu như là hơi giật mình. Nhưng mà bắt đầu từ vết thứ 5, thứ 7 trở đi thì là cái cảm giác nó cứ đều như thế, thì mình sẽ không thấy đau nữa, chỉ thấy nó hơi chích chích, giống như là nó có một cái sự tác động lên da thôi, nó có một cái lượng nhiệt tác động lên da thôi, chứ nó không có vấn đề gì quá ghê gớm. Mình khi mà mình nói vậy nè, mình có cảm giác là da mình nó có cái độ căng. Rồi đối với Thảo thì hiện tại là Thảo đang thấy cái khung chân mày nó có vẻ là được chỉnh hơn một tí xíu, với lại những cái đường nhăn rất là mảnh đi ti ở đuôi mắt thì nó hiện tại là không thấy. Bên cạnh đó thì cái đường rãnh mũi nó cũng mờ hơn. Rồi cái xương hàm của mình chỗ này, với lại toàn bộ cái gương mặt mình có cảm giác là nó được shape hơn. Các bạn phải đi làm ngay lập tức tới BB Thanh Mai, bởi vì để chúng ta có được một gương mặt tràn đầy sắc xuân như vậy chúng ta đón Tết thì ngay bây giờ là thời điểm hợp lý nhất nha mọi người. Thank you.